Chào mừng anh chị em đã quay trở lại với kênh của Hoàng Nam Audio. Tiếp tục các video test gửi hàng cho anh em ở các tỉnh, thì hôm nay bên em tiếp tục test một em Omni mang thương hiệu Puler. Em này thì có model là SA8825 anh em nhé, cho một anh khách ở thị trấn Hồ, Thuận Thành, Bắc Ninh. Hoàng Nam Audio xin gửi lời cảm ơn đến anh khách ở Bắc Ninh đã tin tưởng và ủng hộ bên em. Sau đây thì như mọi lần, tất cả các sản phẩm bên em test thì em sẽ quay góc cạnh đến với anh em để cho anh em nhận được hàng và kiểm tra là sẽ không bị sứt vỡ. Đây là góc cạnh của em máy mà em gửi cho anh khách ở Bắc Ninh. Em lìa máy đến rất là gần để cho anh em cùng xem. Nếu như anh em nào mà đang có nhu cầu tìm Omni Puler hoặc các Omni model khác, thương hiệu khác, thì có thể là liên hệ trực tiếp với em qua số điện thoại là 0981 956 486 anh em nhé. Máy rất là đẹp. Với em Omni Puler SA8825 này thì có rất là nhiều các cổng kết nối đầu vào. Thì em đang sử dụng cổng AUX, ngoài 4 cái cổng kết nối hai đường follow và tuner AUX này ra thì còn có thêm hai đường tép anh em nhé. Tép 1, tép 2 này. Tép 2 thì gạt xuống và tép 1 thì gạt lên trên, để giữa là sử dụng cổng xua để sử dụng cái tổ hợp partition này. Được chưa? Tính năng roller này, tăng bát tép này, tính năng tone để hiệu chỉnh hai cái tổ hợp âm sắc, đó là tép và bát. Với những em 8800 đổ lên thì có hai ngưỡng để cho anh em điều chỉnh, đó là cả tần số lẫn cái đáp tuyến giải tần của nó. Nên là anh em nhớ là phải bật chế độ tone này về chế độ on nhé. Sau đó thì anh em mới xoay được, không thôi anh em tắt như này là xoay nó không có tác dụng nhé. Anh em lưu ý giúp em. Còn về điện áp, cũng như mọi lần thì bên em vẫn nhắc khách hàng tất cả các cái sản phẩm này nó là đều là hàng nội địa và đều chạy điện 100. Hàng nào xuất Mỹ thì sẽ là chạy điện 120. Và bên em cũng đã ghi một cái chú ý đến cho anh em. Và anh em chú ý nhận hàng thì lưu ý cái mức điện áp để sử dụng không bị cắm nhầm điện cho em nhé. Máy rất là đẹp anh em nhé. Bạn nào có nhu cầu thì hãy liên hệ trực tiếp với em. Cảm ơn anh chị em đã theo dõi video của Hoàng Nam Audio.